Chào mừng các bạn đã đến với ngành quản trị nhà hàng, dịch vụ ăn uống, nghiệp vụ nhà hàng và khách sạn của trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn. Phục vụ các bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Ngành nhà hàng khách sạn luôn chú trọng đến việc vận dụng kiến thức và kỹ năng vào công việc thực tế của doanh nghiệp. Cơ sở vật chất luôn được nhà trường đầu tư để sinh viên có môi trường học tập tốt nhất. Khu viên trường có sẵn một phòng học với mô hình khách sạn 3 sao, một quầy bar và một nhà hàng được vận hành bởi chính các bạn học sinh sinh viên. Một trong những điều thú vị mà em đã được học ở đây là trang trí phòng. Ở đây thầy cô rất tận tình chỉ dạy chúng em từng chi tiết nhỏ. Tôi có 13 năm kinh nghiệm trong ngành pha chế rượu. Với đam mê đủ lớn, tôi muốn truyền đạt lại cho các bạn trẻ. Đó là lý do vì sao tôi chọn ngành giáo dục. Với tôi, một ly cocktail ngon được pha trộn bởi hai thứ, đó là kỹ thuật và lòng yêu nghề. Thầy cô đã xây dựng một môi trường thân thiện và cởi mở để chúng mình dễ dàng tương tác với nhau. Điều này đã thúc đẩy tinh thần tự học, như việc nghiên cứu từ cái nguồn trên mạng xã hội và nắm bắt xu hướng. Đối với nhà hàng, ngoài chất lượng ẩm thực và không gian thưởng thức món ăn, thì cung cách phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên chính là yếu tố để giữ chân khách hàng. Sinh viên của chúng tôi luôn được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được sự chuyên nghiệp đó, từ thái độ, tác phong đến các quy trình phục vụ. Điều tuyệt vời nhất khi học ở đây là chúng em được kết nối với những nhà hàng, khách sạn có tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao. Kỳ thực tập tại khách sạn đệ nhất và nhà hàng The Adora đã ảnh hưởng tích cực đến sự tự tin của mình. Học tập tại trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn là một cơ hội để mình vừa học vừa trải nghiệm. Chúng mình rất mong chờ để được phục vụ các bạn. Thank you and see you again.